Bạn đừng nghĩ mình làm nhỏ lẻ mà không cần sơ đồ tổ chức. Bạn khởi đầu chuyên nghiệp thì sẽ phát triển thành công. Hơn 90% hay mắc phải điều này khi khởi nghiệp, đó là all in one. Có nghĩa là chúng ta hay muốn làm hết tất cả mọi thứ và quản lý mọi việc. Tuy nhiên thì khi mà tổ chức phát triển thì chúng ta không thể ôm đồm hết tất cả các việc đó. Khi bạn mở ra một cái tổ chức thì bạn cần phải phát thảo một cái sơ đồ giúp cho bạn và nhân sự giao tiếp với nhau và làm việc theo đúng cái vị trí trách nhiệm mà họ đang đảm nhận. Sơ đồ tổ chức đơn giản nó chỉ là một cái biểu đồ minh họa vị trí, trách nhiệm và mối quan hệ trong doanh nghiệp của bạn. Đối với một cái công ty thì sơ đồ tổ chức gồm từ ban giám đốc cho tới các trưởng bộ phận và phòng ban như là phòng kinh doanh hay là marketing hay là kế toán. Còn đối với một cái cửa hàng F&B nhỏ thì chỉ cần là một quản lý và các cái nhân viên về bán hàng, nhân viên bếp giống như là pha chế và nhân viên marketing. Thì giống như Dung bây giờ, thay vì ôm đồm và làm hết tất cả mọi việc thì Dung sẽ dành thời gian đó để đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội kinh doanh và kết nối các mối quan hệ. Nếu bạn muốn biết thêm nhiều cách khởi nghiệp thông minh, hãy để lại comment bên dưới. Bạn khởi nghiệp, Dung đồng hành